Xin gửi một lời chào các bác đam mê chơi BCB trên toàn quốc nhé. Hôm nay bên em lại tiếp tục giới thiệu các bác về những cái mẫu bơm tay, bơm máy và những cái mẫu laser BCB và những cái mẫu quận băng keo dành cho bác cuốn Condo Epic. Thì bác nào mà đang quan tâm hoặc nhu cầu muốn mua những dòng sản phẩm và những cái phụ kiện BCB nhé, nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em xuống tại mẻ góc màn hình video. Nhận hàng có sẽ quyền được kiểm tra hàng nhé, đúng hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền giúp em. Và đầu tiên giới thiệu các bác và chi tiết và báo giá công khai, các bác nào mà đang có nhu cầu mua về mẫu bơm nào nhé, bác cứ báo trực tiếp bên em sẽ gửi cho bác hàng chuẩn chỉnh đúng như trên video nhé các bác nhé. Đấy, đầu tiên giới thiệu các bác là mẫu bơm nhỏ rẻ nhất thị trường hiện nay, giá này mẫu bơm này em đang gửi cho bác giá là 550.000 đồng nhé, miễn phí ship toàn quốc. Mẫu này là đồng hồ nhỏ này, lọc ẩm nhỏ nhá, chân không gốc, mẫu này thì sẽ gửi cho bác với mức giá là 550.000 đồng nhá, 550.000 đồng miễn phí ship toàn quốc cho bác luôn, 550.000 đồng cũng nhá. Đấy, tiếp theo các bác bơm tầm 180-220 kg nhá, thành ra bác bơm truyền thống. Tiếp theo là cái mẫu bơm của hàng FB Quan Báo chân gốc này nhá, chân gốc như này, hiệu FB Quan Báo. Mẫu này thì em đang gửi cho bác với mức giá là 750.000 đồng miễn phí ship nhá. Chân gốc này các bác mang đi dùng khá là tiện nhé, rất là tiện cho các bác luôn, giá chỉ có 750.000 đồng thôi nhé. Các bác cứ bơm lọc ẩm to là các bác bơm tầm 200-300 kg thôi nhé, bác vẫn thể bơm được nhé. Còn tiếp theo đây giới thiệu các bác là cái mẫu bơm hàng VIP nhé, là lọc ẩm, nó là một lọc ẩm có than hoạt tính, nó chỉ cực kỳ là xịn sò như này. Mẫu này thân của nó là inox nhưng mà ngụy trang như này, cái tay cầm rất là xịn, có cái ốc rất là to ở giữa này, không như cái mẫu bơm kia nhá. Mẫu này thì hiện tại bên em cơ sở đang gửi cho các bác là một cái mức giá là 1.200.000 đồng miễn phí ship nhá. Chân gấp hạng này hãng của A của H, các bác nói rõ bên em nhá. Mẫu hàng bơm VIP nhá, của hàng của A của H, thân của nó là thân ngụy trang như này, lọc ẩm than hoạt tính nhá, chân gấp như này sẽ có giá là 1.200.000 đồng các nhá, miễn phí giao hàng toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo là cái mẫu bơm của hàng bơm tay của hàng Xin Do Xin. Mẫu này thì hiện tại bên cơ sở bên em đang gửi cho bác một cái mức giá là 1.850.000 đồng miễn phí ship. Thân của nó là thân in bầu inox này, bầu này là gọi là dạng bầu nhôm các bác nhá, bầu lọc to như này. Đấy, chân là chân không gốc nhá, đấy, chân không gốc. Mẫu này các bác cứ bơm tầm 300-350 kg nhá. Mẫu này là đứng số 1 hiện nay so trong các dòng bơm tay nhá của các bác miền Nam mua rất là nhiều, giá là 1.850.000 đồng nhá các bác nhá, miễn phí ship toàn quốc. Đấy, còn đây là cái dòng bơm máy của hàng ACE nhá. Mẫu bơm máy này các bác không nhìn không phải giới thiệu các bác nhiều nữa rồi. Mẫu này đầy đủ phụ kiện cho các bác nhá. Nọ dầu rất là to, đấy, lọc ẩm, máy hút nước mini. Đấy, đồng hồ là đồng hồ dầu như này nhá, đồng hồ dầu màu đen. Nó sẽ có công tắc tắt mở đây, các bác nhìn thấy này. Đấy, đồng hồ báo nhiệt các bác cứ bơm tầm 5-6 độ các bác tắt cho em nhá. Sau đó lại bơm tiếp. Nếu các hậu bác to, bình các bác to. Đấy, ốc xả này. Rất là xịn sò. Đây là nắp đổ dầu các bác nhận hàng, bác đổ hàng, đổ dầu vào giúp em nhá. Đấy, và những cái mẫu bơm máy này thì sẽ có hàng bơm cao cấp nhá, của hàng Hyundai. Đây là hàng ACE được các bác giá tầm trung chỉ có 3 triệu đồng miễn phí ship. Các bác mua bơm máy cọc cho em 1-200.000 tới check kinh nghiệm, em sẽ gửi hàng chuẩn cho các bác luôn nhá. Đấy, tiền check tiền miễn cọc sẽ gửi trừ vào tiền hàng cho các bác. Còn tiếp theo cho các bác, và các bác nào muốn mua thêm, đủ thêm lo nước làm mát này thì em sẽ đủ cho các bác cộng thêm 50.000 nhá. Còn đây là những mẫu laser. Laser đại đầu đạn như này nhá. Thì bên em đang gửi cho các bác một cái mức giá là 250.000 nhé, cực rẻ cho các bác luôn. Tê đỏ, còn tê xanh đang gửi cho bác là 300.000 đồng nhé. Laser nhỏ như này thì đang gửi cho các bác mức giá là 150.000 đồng. Laser, em xin lỗi, băng keo BCD như này đang gửi cho bác là giá là 100.000 đồng cho một quận nhé. Đấy, các bác mua lẻ là 130, các bác mua cùng bơm sẽ là 100.000 đồng một quận. Các bác nào mà đang có nhu cầu muốn mua những cái mẫu bơm tay hay là bơm máy nhé, em sẽ liên hệ trực tiếp với em, em sẽ đăng tải cái video trên kênh. Làm kết thúc tại đây, một lần nữa xin được chào các bác. Thank you.